trả lời thứ nhất. Và trả lời thứ hai là muốn làm một cái gì đó trọn vẹn trách nhiệm với điều đó. Và trả lời thứ ba là mình phải làm thành công trong suy nghĩ, trong cách sống trọn vẹn cái đó. Không ra về kinh tế, không có gì phải lo cho người nhà, và giống như là đi đâu cũng được. Thì câu trả lời kế tiếp là chỉ muốn học hỏi kiến thức và làm bất cứ một việc gì đó phải hoàn hảo, đó là sự trọn vẹn chỉ cao khác. Và cái điều nữa là đó là sự thành công trong công việc, muốn nỗ lực hết mình. Một cái nữa là khi chị đến một tuổi nào đó không còn suy nghĩ về nhiều về kinh tế, thích đi du lịch vòng quanh thế giới và không lo nghĩ về gia đình hay là financial. Mình muốn mấy chị study education chúng mình. Thì cái này nó rất là typical, nó rất là tiêu biểu ở ngoài. Rất nhiều người đi Holly đó chị. Khi mà hỏi về, anh chị có thể diễn tả được một cái đời sống, người ta không trả lời được. Và cái chuyện Holly không trả lời được, mình cũng ngạc nhiên thế nào. Mình rất ngạc nhiên là đâu anh biết rõ điều anh muốn phải nói ngay không. Và tại vì hình như mấy mình chưa chuẩn bị mà gì. Hình như mình chưa chuẩn bị về cái cuộc đời mình gọi là hoàn hảo như thế nào. Hay là mình rất mơ hồ về chuyện đó. Và rõ ràng là Holly đưa ra những cái câu trả lời làm đầu nó rất mơ hồ. Cái gì đó, cái đó gì, tới thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì bắt đầu rõ hơn một chút là cái đời sống tự do. Nhưng mà mình chưa đầy đủ thì cái câu trả lời mình nghe cái câu trả lời mình còn biết là Holly cũng chưa có một cái picture, chưa có một cái hình ảnh về một cái đời sống cơ thể tự do. Không ngạc nhiên hoa lên mọi người để như nhau. Hoa lên không phải mọi người. Nhưng mà mình mong là mấy anh chị nên dành cái thời gian, nếu mà được thì hai vợ chồng ngồi với nhau làm đi cà phê đi kinh đàn gì đó. Vẽ lên một cái picture đó là hai vợ chồng tụng chết. Được. Được. Nè, vẽ lên một cái picture cái cuộc đời hoàn hảo của mình là cái gì? Viết xuống đi. Là câu thứ hai. Câu thứ hai là chị Holly hỏi hỏi con. Câu thứ hai tiếp tục văn, câu tiếp tục văn thì câu thứ hai là thấy điều gì đó trở ngại anh chị khiến anh chị không đạt được giấc mơ. Thì cái câu đó là chị Holly hỏi con. Thì cái câu chị hỏi con thứ ba. Cái câu thứ ba là nó phải làm một chuyện khác đi để đạt được giấc mơ của bạn, bạn phải làm gì? Thì chị Hoa trả lời nó bằng những câu là quyết tâm và năng nổ thì sẽ đạt được. Thì con có hỏi chị là chị trả lời theo xu hướng hay là chị trả lời thật lòng của chị muốn trả lời? Chị nói chị trả lời thật lòng thì cái lòng muốn trả lời thật lòng đây là câu trả lời mà quyết tâm nên nổ thì sẽ đạt được cho cái câu thứ hai.